Các ngân hàng có quy mô nhỏ đang có xu hướng tăng lãi suất huy động chung và dài hạn lên mức cao, tạo ra khoảng cách ngày càng xa so với những ngân hàng quy mô lớn. Sự phân hóa giữa các ngân hàng rất rõ rệt, khiến cho nhiều doanh nghiệp nhỏ bị thiệt thòi khi phải chịu lãi vay cả. Theo biểu lãi suất tháng 11 năm 2018 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế VIB Bank, khách hàng gửi từ 500 tỷ đồng trở lên, kỳ hạn 12 tháng sẽ được hưởng lãi suất là 8,4% một năm. Còn lại tại BV Combank, cùng số tiền gửi trên thì gửi kỳ hạn 13 tháng sẽ là 8,5% một năm. Đối với SeaBank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á, khách gửi số tiền lớn, kỳ hạn 14 tháng sẽ được hưởng lãi là 8,2% một năm. Tại TB Bank thì với số tiền 100 tỷ đồng trở lên, gửi kỳ hạn 12 tháng sẽ được hưởng lãi là 8% một năm và 24 tháng là 8,4% một năm. Trong khi đó thì các ngân hàng lớn như Vietcombank, Vietinbank, Agribank và BIDV với kỳ hạn là từ 12 đến 24 tháng, khách hàng gửi số tiền lớn đang được hưởng lãi suất từ 6,6 đến 6,9%.